Hello tất cả anh em có nghe này năm xưa. Các bạn thấy kênh của chúng mình như thế nào? Đã gợi lại cho các bạn những kỷ niệm đẹp chưa? Nếu có thì đừng quên ấn like cũng như đăng ký giúp chúng mình nhé. Trong video lần này, chúng ta sẽ không nói về game hay phim ảnh năm xưa nữa, mà hãy cùng bắt đầu một chuyên mục mới, Internet ngày xưa. À, trước khi vào video thì đăng ký kênh. Cái gì quan trọng thì phải nói 3 lần. Nhớ đăng ký kênh đó. Vlog hay Vlogger là những từ ngữ đã xuất hiện từ rất lâu tại Việt Nam, từ những năm 2011, mặc dù nó đã xuất hiện trên thế giới vào đầu thế kỷ 21. Vlog là từ viết tắt của video blog, được hiểu nôm na là blog dưới dạng video. Còn Vlogger là người chia sẻ nhiều về vấn đề trong cuộc sống bằng góc nhìn của bản thân. Nếu như hiện tại người ta dùng creator để chỉ những nhà sáng tạo nội dung trên mạng xã hội, thì ở năm 2011, Vlogger là từ dành cho tất cả người tự làm video chia sẻ trên kênh YouTube. Trào lưu làm Vlog bắt đầu nở rộ ở Việt Nam vào khoảng năm 2010, khi Nguyễn Lê Hưng hay được biết đến với kênh YouTube Du học sinh Mỹ nổi tiếng. Nhiều người còn nói, chính du học sinh Mỹ là người đầu tiên đưa trào lưu này về Việt Nam. Trào lưu này dần trở thành một món ăn tinh thần không thể thiếu của giới trẻ và cũng đã đưa nhiều cái tên đến gần hơn với công chúng. Trong những năm trở lại đây, việc xuất hiện nhiều bạn trẻ nổi tiếng sau một đêm đã chứng minh rằng chưa bao giờ là một YouTuber, Vlogger, TikToker là dễ đến như vậy. Tràn ngập các mạng xã hội là những video có nội dung khá đơn giản, thậm chí là nhảm, nhưng lại có lượt xem siêu khủng. Có người yêu thích, nhưng cũng có người đã tỏ ra tiếc nuối cho một thế hệ Vlogger, YouTuber đời đầu. Những cái tên như JV Evermind, Huy Me, An Nguy đã trở thành những người tiên phong cho trào lưu Vlog ở Việt Nam. Những Vlogger Việt đời đầu đã tạo ra cơn sốt trên YouTube với những nội dung hài hước, châm biếm độc đáo. Hãy cùng ngày này năm xưa nhìn lại quá khứ hào hùng của Internet Việt Nam trong những năm 2010 với chính cái tên đã đi vào tiềm thức của mỗi chúng ta khi nhắc đến Vlog. Người nổ phát súng đầu tiên cho phong trào này là Vlogger Nguyễn Lê Hưng cùng kênh YouTube Du học sinh Mỹ. Với Vlog, bạn nghĩ bạn giỏi tiếng Anh? Trong Vlog, du học sinh Mỹ đụng chạm đến nhiều vấn đề nhạy cảm. Trong đó, có đoạn khẳng định tất cả người học Amsterdam thì cho rằng mình giỏi tiếng Anh. Du học sinh Mỹ thường làm các video về thảo luận việc học tiếng Anh cũng như chia sẻ cuộc sống và quan điểm của mình khi đi du học ở đất nước cờ hoa. Đạt được những thành công với chủ đề này, tưởng chừng du học sinh Mỹ sẽ phát triển kênh mình trở nên mạnh mẽ hơn khi sở hữu đủ thiên thời, địa lợi, nhân hòa ngay từ các bước đầu khởi động. Tuy nhiên, anh chàng này đã nhanh chóng dừng hẳn việc sản xuất video chỉ sau một năm được biết đến. Thậm chí, anh hoàn toàn biến mất khỏi mạng xã hội khi không có bất kỳ cập nhật gì mới. Anh chàng gốc Hà Nội này sinh năm 1992, tên thật là Trần Đức Việt. Tuy không phải là người đầu tiên làm Vlog, nhưng chỉ sau một thời gian ngắn, JV Evermind là cái tên nổi như cồn với giới trẻ thời bấy giờ. Sau khi du học sinh Mỹ đăng tải Vlog đầu tiên, bạn nghĩ bạn giỏi tiếng Anh, thì do không vừa lòng với quan điểm trên, JV Evermind tung video đáp trả, bẻ lại lập luận của anh chàng cùng học trung học phổ thông chuyên Hà Nội, Amsterdam, khi đặt tiêu đề Rì, du học sinh Mỹ, tán gái, cộng xin tiền, bằng giỏi tiếng Anh. Đây cũng chính là bước đệm để cái tên JV nổi lên. Cuộc tranh cãi này đã kéo theo rất nhiều người, mỗi người có một quan điểm riêng, không ai chịu nhường ai. JV có cách thể hiện nội dung thân thiện với lứa tuổi học sinh, gợi mở những vấn đề muôn thuở nhưng vẫn vướng mắc những tồn động như bạo lực học đường, kiểm tra miệng, fan cuồng K-pop. Nam Vlogger tạo màu sắc cho video của mình bằng cách nhập vai nhiều nhân vật để minh họa cho các tình huống. Cách nói hài hước, duyên dáng là điểm cộng lớn của anh. Thi thoảng, chêm ngang câu chữ thề bổ bả nhưng vẫn ở mức chấp nhận được. Năm 2016, anh được Forbes bầu chọn vào danh sách 30 Under 30 châu Á trong lĩnh vực truyền thông quảng cáo, xứng đáng là thương hiệu đầu tiên thành công với Vlog. Chỉ trong thời gian ngắn, kênh YouTube của anh đạt 121 triệu lượt xem và 1,6 triệu lượt sub. Anh cũng chính là một trong những YouTuber Việt Nam đầu tiên nhận nút vàng YouTube, trở thành cái tên sáng giá được nhiều thương hiệu lớn liên hệ và các dự án kinh doanh hợp tác. Đang đứng trên đỉnh cao danh vọng, hưởng ánh hào quang rực rỡ thì JV đột ngột ở ẩn và chỉ mới quay lại vào năm 2019 với bộ phim điện ảnh Không Giấu Chân Người. JV từng chia sẻ, đây là con đường mà anh muốn quyết tâm theo đuổi và chinh phục. Điều này còn được thể hiện qua hành động xóa hết các video cũ gần 50 triệu view trên kênh. Sau đó, JV tiếp tục sản xuất series bản tin châm biếm Cuối Tuần Mất Ngủ. Được 8 số thì anh lại lặng luôn, cạn lời. Chỉ đến tháng 4 năm nay, JV mới quay lại làm Vlog cũng như thử sức ở nền tảng mới, TikTok. Mặc dù tần suất video không còn như xưa, 1 đến 2 video một tháng, nhưng hy vọng ổng không lặng tiếp như Vanlet là chúng mình cũng hạnh phúc lắm rồi. Vlog của anh chàng mắt hí
Điển Trai, Huy Me cũng được giới trẻ yêu mến bởi sự hài hước và có chất riêng. Huy Me, tên thật là Phạm Công Thành, sinh năm 1993 tại thủ đô Hà Nội. Anh nổi lên như một hiện tượng mạng thông qua những vlog ngắn với lối diễn hài hước, vui nhộn cùng gương mặt điển trai đã giúp anh chiếm được rất nhiều thiện cảm từ các bạn trẻ ngày ấy. Bên cạnh danh xưng vlogger đời đầu thì nhiều bạn trẻ cũng biết tới Huy Me với vai trò là một diễn viên hoặc là anh trai ruột của Trang Lô và hiện tại là người yêu của Hàn Hằng. Chiếc vlog đầu tiên được Huy Me thực hiện vào khoảng tháng 12 năm 2011. Kể từ đó, Huy Me được công chúng biết đến nhiều với vai trò là một vlogger trẻ. Những chiếc vlog ngắn mang nội dung hài hước, xoay quanh những câu chuyện đời thường, dễ dàng tiếp cận với các bạn trẻ. Tính đến tháng 10 năm 2023, kênh YouTube của Huy Me đạt 626.000 subscribe và hơn 40 triệu lượt xem. Tuy nhiên, hiện tại Huy Me thỉnh thoảng mới ra vlog, đa phần là để chiều lòng fan hâm mộ của mình. Sau khi trào lưu làm vlog suy thoái, Huy Me nam tiếng nhanh chóng chuyển mình với các cơ hội phủ sóng rộng rãi thông qua những dự án quảng cáo, phim điện ảnh và làm việc trong ngành truyền thông. Một số bộ phim chính ít góp mặt như Siêu Trộm, Shoot, Bạn Gái Tôi Là Sếp, Anh Thầy Ngôi Sao, song không tạo dấu ấn đậm nét nào. Nhớ subscribe vì nó miễn phí. Câu nói này bạn còn nhớ chứ? Là một trong bộ ba vlogger bạn thân, JV, Huy Me, Lâm Việt Anh, tuy không nổi đình đám như JV hay Huy Me, song nhiều người cũng phải thích cách nói chuyện dễ thương, tiểu táo, đôi khi lại rất đanh đá của Lâm Việt Anh. Khi còn làm vlog thường xuyên, cậu bạn này có vóc dáng khá gầy, thường xuyên bị Huy Me và JV troll. Song, hiện tại, chắc chắn các bạn sẽ bất ngờ khi gặp lại Lâm Việt Anh đấy. Chàng vlogger này đã tăng cân đáng kể. Trong nhóm thì Lâm Việt Anh là người duy nhất không đi theo con đường nghệ thuật, cũng như không rẽ hướng làm KOL. Việt Anh tuyên bố giải nghệ vì hiện đang làm bác sĩ ở nước ngoài. Anh chàng này cũng không cập nhật mạng xã hội. Như vậy, Lâm Việt Anh là một trong những người hiếm hoi không tận dụng độ hot của mình năm xưa để kiếm tiền. Toàn Shinoda chính là cái tên mà mỗi khi nhắc lại mà chúng ta cảm thấy tiếc nuối nhất. Chính sự ra đi của Toàn Shinoda kéo theo nốt trầm cho vlogger Việt Nam ở thời điểm đó. Toàn Shinoda sinh năm 1987, người Hà Nội, tên thật là Trần Vũ Toàn. Khác với JV, Toàn Shinoda là người chịu thay đổi hình thức thể hiện qua vlog với nhiều nội dung đa dạng, đề cập đến vấn đề xã hội cho tới lối sống của giới trẻ. Tuy nhiên, thường lặp lại một điệp khúc sử dụng các tiếng lóng hoặc từ đệm tục. Series bản tin dí dỏm của cụ vlogger cũng được đón nhận nhiệt tình. Cái hay của anh là biến những vấn đề tưởng như nghiêm túc thành phút giây thư giãn, đáng suy ngẫm. Ngoài ra, anh còn phát huy sở trường ở lĩnh vực truyền thông, tư vấn du học, sản xuất clip với phong cách không đụng hàng, khiến người xem nhớ mãi. Toàn Shinoda English là kênh dạy và chia sẻ bí quyết học tiếng Anh trên kênh YouTube với hàng trăm nghìn lượt đăng ký theo dõi. Đặc biệt, anh còn từng là phó tổng giám đốc của công ty tư vấn giáo dục Golden Park Academics. Ngược lại với hình ảnh vui vẻ trên mạng, anh thể hiện là một người vô cùng nghiêm chỉnh khi được phỏng vấn. Với những câu hỏi của phóng viên, anh đều bám đúng và trả lời rõ ràng, mạch lạc với những phát ngôn cẩn trọng nhưng cũng vô cùng thẳng thắn. Điều này làm nên một Toàn Shinoda hoàn toàn khác biệt với những bạn trẻ hiện nay. Ngày 25 tháng 7 năm 2014, thông tin nam vlogger qua đời tại nhà riêng do suy hô hấp mãn tính đã khiến bao người xót xa. An Nguy, tên thật là Ngụy Thiên An, sinh năm 1987 tại Hà Nội. Cô là một trong số hot vlogger nữ đời đầu, hiếm hoi, gây sốt dân mạng một thời, có hàng triệu lượt người theo dõi. Cách đây khoảng 10 năm, An Nguy khi còn là du học sinh Mỹ đã nhanh chóng được nhiều người chú ý bởi các vlog đầy hài hước, cá tính trên YouTube. Tên tuổi của cô nàng 8X này gắn liền với loạt vlogger đời đầu khác như Huy Me, JV Evermind, Toàn Shinoda. Thậm chí, fan còn từng rất hâm mộ chuyện tình bình dị giữa An Nguy và bạn trai Toàn Shinoda. Tuy nhiên, năm 2014, sự việc nam hot vlogger trẻ ra đi đột ngột khiến cho cuộc sống của cô dần thay đổi. Sau nhiều năm học tập xứ cờ hoa, An Nguy không tiếp tục ở Mỹ mà trở về Việt Nam lập nghiệp. Năm 2016, nữ vlogger tham gia chương trình truyền hình thực tế The Face là thí sinh thuộc đội Phạm Hương. Thời điểm đó, sự kiện này đã khiến truyền thông lẫn khán giả vô cùng bất ngờ. Tuy nhiên, dù sở hữu gương mặt ưa nhìn và có sẵn sự nổi tiếng, nhưng An Nguy vẫn không thể tiến sâu ở cuộc đua liên quan tới sắc đẹp. Nữ vlogger dần ít hoạt động trên YouTube hơn trước. Đổi lại, cô bắt đầu lấn sân mạnh mẽ trong showbiz Việt thông qua việc đảm nhận vai nữ chính trong một số bộ phim điện ảnh Chờ Em Đến Ngày Mai 2016, Chú Ơi Đừng Lấy Mẹ Con 2018. Sau khi lấn sân vào showbiz thì An Nguy liên tục vướng vào rất nhiều drama như mua giải, tình ái với Kiều Minh Tuấn. Kết quả là sau đó, An Nguy đã phải quyết biến mất khỏi showbiz Việt và trở về Mỹ sống. Tại Mỹ, cô đã quen và kết hôn với bạn gái đồng giới Alexandra Nguyễn và có cho mình một bé gái dễ thương vào năm 2021. Một trong những vlogger đời đầu khiến công chúng tò mò nhất là He Always Smile, Đỗ Hoàng Minh Khôi hay Khôi Te.
Anh nổi lên từ những bộ phim ngắn tự thực hiện từ A đến Z, luôn đội một chiếc hộp cạc tông với hình mặt cười để che đi gương mặt của mình. Ngày 13 tháng 2 năm 2013, channel He Always Smile ra đời với clip đầu tiên mang tên Valentine 13. Thời điểm đó, câu chuyện tình yêu của anh chàng đầu hộp đã tạo nên một cơn sốt thực sự trong cộng đồng mạng. 10 giờ đồng hồ và hơn 200.000 view với một channel lần đầu ra mắt thực sự là một điều quá thành công. Những thước phim của He Always Smile thường được nhận xét là trong trẻo, tích cực và dễ nhận sự đồng cảm. Thời điểm đó, ai cũng tò mò về danh tính của anh chàng này, nhưng phải đến tận 2 năm sau, Khôte mới bỏ hộp và chính thức công khai danh tính với tên thật của mình. Ở tuổi 31, He Always Smile không còn hoạt động sôi nổi trên YouTube. Tuy nhiên, 7 tháng trước, kênh của anh bất ngờ đăng tải video mới mang tên Smile Forever để tri ân người hâm mộ suốt 10 năm qua. Hiện tại, nam Vlogger là chủ hai thương hiệu cà phê đình đám và một số nhà hàng tại Hà Nội. Có thể nói, miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, là nơi mà những Vlogger phát triển nhất. Nhưng ở phía Nam, cái tên phở đặc biệt, Tô Bủ Phát, cũng là cái tên được chú ý nhiều nhất từ cuối năm 2013, gây ấn tượng nhờ gương mặt hài hước và loạt biểu cảm đa dạng, đặc biệt là series thích ăn phở, đưa phở đặc biệt, vụt sáng thành sao. Cùng cộng sự là người bạn thân, Ngọc Thảo, phở đặc biệt đã làm khuynh đảo không gian sáng tạo của YouTube. Kênh YouTube của anh cũng vinh dự nhận nút vàng cá nhân thứ hai sau JV Evermind trong top những YouTuber đời đầu. Ở độ tuổi 30, phở đặc biệt dường như lui về phía sau ánh hào hoa của giới giải trí Việt. Được biết, sau khoảng thời gian vắng bóng trên các mạng xã hội, anh đang là giám đốc điều hành một công ty giải trí, quản lý các tài năng trẻ, đồng thời kinh doanh trên một số lĩnh vực khác như thời trang, tụ điểm dành cho giới trẻ và phòng tập gym. Hiện, phở không làm vlog nữa mà chuyển sang làm truyền thông và kinh doanh. Anh từng nổi tiếng trong các dự án đưa người nổi tiếng nước ngoài về biểu diễn tại Việt Nam như Hot Girl Celine Farage, giọng ca cover đình đám Sam Suri, nhóm nhạc 21, diễn viên Quang Sang-woo. Doodle Dude chính thức thành lập vào ngày 13 tháng 2 2013. Không giống các vlogger khác, thay vì trực tiếp trình bày qua camera, Doodle Dude chọn cách vẽ minh họa bằng bút lông, bảng trắng, những hình ảnh vẽ tay đơn giản, gần gũi và nội dung thân thiện, hài hước, dành cho mọi lứa tuổi. Dù ra mắt hơn 10 năm, cũng như dù đã gặt hái được những thành công nhất định và tiếp nhận nhiều bài phỏng vấn qua email, nhưng hai anh chàng người dơi và người nhện đều kiên quyết giấu nhẹm danh tính vì chỉ muốn làm những con người bình thường, ra ngoài đổ rác vẫn có thể mặc quần short, áo thun ba lỗ, ra đường ăn bún đậu mắm tôm vẫn thoải mái cùng bạn bè. Tại Việt Nam, Doodle Dude là kênh thứ hai đạt nút bạc YouTube, đạt 100.000 người đăng ký. Hy vọng ngày này năm xưa chúng mình cũng nhanh chóng đạt được nút bạc. Doodle Dude bao gồm hai anh chàng sinh năm 1991, người dơi và người nhện. Người dơi có nhiệm vụ viết, vẽ, dựng. Người nhện sẽ làm nhiệm vụ bổ sung, biên tập và đọc. Người dơi và người nhện chơi thân với nhau từ khi còn học cấp 3 trường chuyên, cùng làm chung với nhau nhiều dự án. Đến năm lớp 12, người dơi đi du học nhưng cả hai vẫn giữ liên lạc. Hiện tại, hai người đều làm việc liên quan đến marketing. Người dơi bật mí, ngay cả nhiều bạn bè cũng không hề biết hai cậu bạn cùng lớp ngày nào chính là thành viên của Doodle Dude đình đám hiện tại. Thay vì chỉ theo những tin tức thời sự hay xu hướng mới nhất, Doodle Dude lại lựa chọn những đề tài đơn giản như Tết, Valentine hay thậm chí là chuyên mục ngủ, thức để gây ấn tượng với người xem. Hình vẽ và âm nhạc đơn giản cùng nội dung và cách thể hiện hài hước khiến người xem bị cuốn hút là điểm mạnh riêng biệt của Doodle Dude. Những năm gần đây, tần suất ra video của Doodle Dude thưa thớt dần, mỗi năm chỉ đăng tải vài video ít ỏi. Vlog cuối cùng của Doodle Dude cập nhật trên kênh YouTube đã là tháng 2 năm 2019. Hiện tại thì hai anh chàng này của chúng ta cũng rẽ hướng kênh sang podcast với nội dung tâm sự đời sống như ngày xưa, chỉ không còn là những nét vẽ nguệch ngoạc nữa mà thôi. Nhớ lại thời kỳ hoàng kim của nội dung YouTube này, chúng ta sẽ không khỏi xúc động. Cùng nhớ lại những clip thành công nhất của các cựu hot vlogger về các hiện tượng học đường và hiện tượng mạng của chính 10 năm trước. Cảm xúc chung khi nhớ lại khoảng thời điểm này, môi trường nội dung ở Việt Nam từng trong lành đến vậy. Không có câu like câu view, không scandal và không nhiều rác như môi trường nội dung số ngày nay. Quả thật, những cảm xúc này là hợp lý khi TikTok, mạng xã hội chia sẻ clip ngắn, đã từng hy vọng xoáy ngôi YouTube, nay đang bị điều tra ở nhiều nước vì nội dung độc hại, bao gồm cả ở Việt Nam. Dàn vlogger đời đầu, mỗi người đều đang có một hướng đi riêng. Họ vẫn chia sẻ cuộc sống cá nhân qua những video, mạng xã hội, nhưng không giữ nhiệt như xưa. Nhưng giá trị họ tạo ra và cống hiến ở những năm tuổi trẻ sẽ mãi là những thước phim đẹp của thế hệ thời bấy giờ. Ngày này năm xưa chúng mình xin kết thúc video này ở đây. Nếu các bạn thấy hay thì hãy đăng ký cũng như like video cho bọn mình để có thêm động lực làm những video tiếp theo. Các bạn có những gì chia sẻ về series mới của chúng mình thì cũng comment nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo.